Sáng mua 5.000 xôi, tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn ăn phay để biết hết chuyện trên đời. Đăng cây start bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra đã vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thần thơ đem lại ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em tất cả, chính em đó khiến chàng trai đổi thay mà không còn như trước kia. Tình yêu đã dẫn lối, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quán xa anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em mơ, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy dream trên đường, sửa soạn từ sáng tới trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích, chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhờ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay, anh nói đùa, cứ nói đi rồi lòng làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, giúp ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online phay đang sức kiếm tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên anh phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao. Chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và rồi chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi. Chẳng giống như lúc xưa anh giờ đã khác thật nhiều. Là do em tất cả, chính em đó khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dẫn lối, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quán xa anh đã khóc, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em mơ, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Trước kia tình yêu đã dẫn lối, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quán xa anh đã khóc, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em mơ, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Anh thanh niên năm nay, anh thanh niên năm nay, anh thanh niên năm nay đã khác xưa nhiều rồi. Anh thanh niên năm nay, anh thanh niên năm nay, anh thanh niên năm nay đã khác xưa thật rồi.